Xin chào các em học sinh. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 37 trang 22 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Đề bài đó là tìm giá trị của các biểu thức sau. Có nghĩa là chúng ta sẽ đi tính kết quả của các phép tính này. Thì ở đây chúng ta thấy là muốn tính được thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải thu gọn, sau đó chúng ta triệt tiêu bằng cách là đưa về cùng cơ số hoặc cùng số mũ có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng các công thức sau đây. Nếu như chúng ta có x nhân y mà tất cả mũ n thì chúng ta sẽ viết thành là x mũ n nhân y mũ n và x trên y mũ n sẽ bằng x mũ n trên y mũ n trong đó y phải khác không và nếu như có x mũ m tất cả mũ n thì sẽ bằng x mũ m nhân n như vậy ý A à. Ở đây cô thấy có là 4 mũ 2, 4 mũ 3 Như vậy cô sẽ viết thành là 4 mũ 2 cộng 3 bằng 4 mũ 5 Dưới là có 2 mũ 10 Mà trên lại là cơ số 4 Như vậy cô có thể đưa 2 mũ 10 về lũy thừa có cơ số là 4 Vậy cô sẽ làm như sau Ý A à, 4 mũ 2 nhân 4 mũ 3 chia 2 mũ 10 thì ta có 4 mũ 2 nhân 4 mũ 3 là bằng 4 mũ 5 2 mũ 10 muốn đưa về cơ số 4 thì chính là tách thành 2 mũ 2 rồi nhân với 5 bởi vì 10 cô tách thành 2 nhân 5 Tại sao lại tách thành 2 nhân 5 bởi vì ta có 2 mũ 2 sẽ thành 4 cô đang muốn đưa về có cùng cơ số là 4 như vậy đây chính là 4 mũ 5. Ở dưới là 2 mũ 2 bằng 4. Mũ 5 viết lại. Như vậy 4 mũ 5 trên 4 mũ 5 chính là bằng 1. Tương tự như vậy chúng ta chuyển sang ý B. Ý B là 0,6 mũ 5 phần 0,2 mũ 6. Ở câu này thì cô sẽ tách ra bởi vì mũ 5 và mũ 6. Như vậy cô có 0,6 thì cô biết thành là 0,2 nhân 3. Như vậy cô sẽ tách 0,6 thành 0,2 nhân 3 tất cả mũ 5 trên cho 0,2 mũ 6. x nhân y tất cả mũ n thì sẽ bằng x mũ n nhân y mũ n. Mẫu cô viết lại. Ở đây cô thấy trên mẫu trên tử là 0,2 mũ 5 như vậy Ở dưới mẫu cô sẽ tách thành là 0,2 mũ năm x 0, 0, 5 nhân 0,2 0,5 0,2 mũ 5 nhân 3 mũ 5 để cho nó giống trên tử để triệt tiêu được thì cô sẽ tách thành 0,2 mũ 5 nhân 0,2 5 cộng 1 bằng 6 Ở đây thì cô có thể triệt tiêu triệt tiêu Như vậy kết quả chúng ta thu được là 3 mũ 5 chia 0,2 3 mũ 5 thì chính bằng 243 chia 0,2 243 chia 0,2 thì chính là bằng 1215 Tiếp tục chúng ta chuyển sang ý C ý C là 2 mũ 7 nhân 9 mũ 3 phần 6 mũ 5 nhân 8 mũ 2 Để làm được bài toán này thì cô sẽ đưa về chung cơ số. Ở đây thì cô biết là 2 mũ 7 thì cô để cơ số là 2. 9 mũ 3 cô có thể đưa được về cơ số 3. 6 cô tách thành 2 x 3. Như vậy cô cũng đưa được về cơ số 2 và cơ số 3. 8 thì cô có thể đưa về 2 mũ 3. Như vậy cái này cô đưa được về cơ số 2. Cơ số 3, cái này tách thành cơ số 2 và cơ số 3. Như vậy khi đó thì chúng ta sẽ chỉ còn cơ số 2 và cơ số 3. Như vậy chúng ta có thể triệt tiêu được. Chúng ta sẽ tách như sau. 2 mũ 7 nhân với 3, 9 thì chính là bằng 3 mũ 2 6 cô tách thành 2 nhân 3 8 thì cô tách thành 2 mũ 3 Mũ 2 viết lại 2 mũ 7 giữ nguyên 3 mũ 2 nhân 3 bằng 3 mũ 6 2 nhân 3 tất cả mũ 5 chính bằng 2 mũ 5 nhân 3 mũ 5 nhân 2 mũ 3 mũ 2 chính là bằng 2 mũ 3 nhân 2 và bằng 2 mũ 6. Cô Thu gọn lại một lần nữa thì ta sẽ được là 2 mũ 7 nhân 3 mũ 6. Trên cho 2 mũ 5 nhân 2 mũ 6 thì chính là bằng 2 mũ 5 cộng 6 bằng 2 mũ 11 nhân 3 mũ 5. Để cho nó giống nhau để triệt tiêu được Thì ta có là 2 mũ 7 Với 2 mũ 11 Thì cô sẽ tách 2 mũ 11 thành 2 mũ 7 x 2 mũ 4 3 mũ 6 để giống dưới mẫu là 3 mũ 5 Thì cô viết thành 3 mũ 5 x 3 Ở dưới 3 mũ 5 cô giữ nguyên là cô gạch Nó giống nhau cô triệt tiêu Triệt tiêu như vậy kết quả cuối cùng chúng ta còn 3 trên 2 mũ 4. 2 mũ 4 thì bằng 16 Như vậy kết quả là 3 phần 10 6 Tương tự như vậy Chúng ta chuyển sang ý D 6 mũ 3 Cộng 3 Nhân 6 mũ 2 Cộng 3 mũ 3 Trên trừ 13 Lần này thì lại không phải giống phép nhân như những ý ở trên nữa Mà đã có chứa phép Cộng Như vậy làm được bài này thì chúng ta vẫn làm tương tự như trên, vẫn tách 6 thành cơ số 2 và cơ số 3 để chúng ta đặt nhân từ chung ra mà thay vì triệt tiêu giống ở trên nữa. Như vậy, 6 của cô tách thành 2 x 3 tất cả mũ 3 cộng với 3 này, 6 mũ 2 tách thành 2 x 3 tất cả mũ 2 cộng 3 mũ 3 trên trừ 13. Cô tách 6 thành 2 x 3 là để cô thu gọn được chúng về cách đơn giản nhất. Như vậy ở đây sẽ là 2 mũ 3 nhân 3 mũ 3 cộng 3 nhân 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2 cộng 3 mũ 3 trên trừ 13. Ở đây ta thấy đây là 3 mũ 3. 3 mũ 2 x 3 cũng ra 3 mũ 3 Đây cũng ra 3 mũ 3 Như vậy đây là tổng của 3 số hạng 3 số hạng này đều có thừa số chung là 3 mũ 3 Như vậy ta có thể đặt được ra ngoài Vậy cô viết nó gọn lại một lần nữa là 2 mũ 3 Nhân 3 mũ 3 Cộng với 3 x 2 mũ 2. 3 3 x 3 mũ 2 Thì chính bằng 3 mũ 3 Nhân 2 mũ 2 cộng 3 mũ 3 cuối cùng trên đó trừ 13. Như vậy cô đã thấy 3 mũ 3 chung, cô đặt 3 mũ 3 ra ngoài. Trong còn 2 mũ 3 cộng 2 mũ 2 cộng 1. Bởi vì 1 nhân 3 mũ 3 bằng chính nó. Các bạn có thể viết số 1 ở đây cũng được mà không viết cũng được, nhưng ta ngầm hiểu khi ta đặt 3 mũ 3 ra ngoài rồi thì ở trong còn là 1. 2 mũ 3 là bằng 8. 8 cộng 4 bằng 12, 12 cộng 1 bằng 13. Như vậy đây chính là 3 mũ 3 nhân 13 chia âm 13. Như vậy ta thấy 13 với 13 triệt tiêu hết. Như vậy đây còn âm 1. Như vậy nó chính còn là âm 3 mũ 3 và bằng âm 27. Như vậy, đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài số 37, trang 22, sách giáo khoa, toán 7, tập 1. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.